Hương Ly lộ phát ngôn thiển cận, thiếu suy nghĩ, vừa đến cuộc thi mới đã so sánh chê cuộc thi cũ. Thí sinh Miss Universe Việt Nam 2023 Hương Ly vừa có những chia sẻ gây tranh cãi trên mạng xã hội trước thềm chung kết. Cô bị chỉ trích vì cho rằng đang có thái độ không chuẩn mực, vừa thi cuộc thi mới đã chê bai cuộc thi cũ. Nguyễn Thị Hương Ly, mỹ nhân đến từ Gia Lai, thí sinh của cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023, đang là tâm điểm của sự chỉ trích khi cuộc thi chỉ mới vừa nhập cuộc được vài ngày. Theo đó, góp mặt trong top 18 chung cuộc, chuẩn bị bước vào những đêm thi quan trọng để tìm ra người đạt danh hiệu cao nhất, thì người đẹp Hương Ly đã lập tức dính phốt, netizen thi nhau công kích trước những phát ngôn bị cho rằng thiển cận của cô. Theo đó là người đẹp có bề dày kinh nghiệm thi thố sắc đẹp bậc nhất, từng có những thành tích nhất định trong những cuộc thi nhan sắc trước. Chính vì thế Hương Ly là gương mặt vô cùng nổi bật, được các fan ra sức ủng hộ nhiệt liệt, trở thành ứng viên hàng đầu cho chiếc vương miện Miss Universe Việt Nam năm nay. Từng là thí sinh của cuộc thi họa hoàn vũ Việt Nam 3 mùa giải liên tiếp, từ mùa 2017 khi vượt qua vòng loại nhưng xin rút vì lý do cá nhân, đến 2 lần liên tiếp vào đến top 5 của mùa thi 2019 và 2022. Có thể thấy Hương Ly đã một lòng một dạ quyết tâm dự thi để tìm suất đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe. Dù được kêu gọi hãy dự thi những cuộc thi khác để tìm kiếm danh hiệu, nhưng Hương Ly cho biết bản thân chỉ dành chọn tình cảm cho Miss Universe. Năm 2023, sau khi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mất bản quyền cử thí sinh dự thi Miss Universe, nhiều thí sinh trong đó có cả Hương Ly cũng đã lần lượt bước sang đơn vị mới là cuộc thi Miss Universe Việt Nam để tìm kiếm cơ hội dự thi, tìm suất ra quốc tế. Dù đang là ứng cử viên mạnh nhưng chỉ mới nhập cuộc thì Hương Ly đã dính phải loạt phốt về phát ngôn vạ miệng. Theo đó, sau ngày họp báo công bố top 18 Miss Universe Việt Nam 2023 nhận sắc Gia Lai để bắt đầu bước vào nhà chung nhập cuộc, thì Hương Ly đã có một bài viết trên trang cá nhân bị cộng đồng mạng trách móc là có thái độ thiển cận. Cụ thể Hương Ly có quay một story giải sắc mới của mình, kèm theo đó có viết: trong lịch sử thi nhan sắc của mình thì đây là chiếc sắc đẹp nhất, trang trọng nhất mà một thí sinh dự thi được sử dụng. Trời ơi, sau vài lần thi cử thì cũng có gì đó làm kỷ niệm thật sự rồi. Nghĩ tới cảnh không phải ủi bàn là cho phòng mỗi sáng là khỏe cả người. Các fan sắc đẹp ngay lập tức đã tỏ thái độ soi mói, cho rằng Hương Ly đang cố ý chê bai cuộc thi họa hoàn vũ Việt Nam mà trước đó cô từng tham gia, bởi giải sắc Gia Lai lúc trước được thiết kế khá mỏng, không cứng cáp như hiện tại. Tuy nhiên dù như thế nào thì việc lên tiếng đá đều như trên là điều không thể chấp nhận được, bởi tuy không phải là người chiến thắng nhưng việc có những thành tích nhất định sau cuộc thi thì cái tên của Hương Ly được nhiều người biết đến, có độ nhận diện cao hơn là điều không thể phủ nhận. Việc bác bỏ chê bai tổ chức cũ khi chỉ mới vừa sang cuộc thi mới đã khiến Hương Ly bị dân mạng trách móc là cư xử không chuẩn mực, không phù hợp với một thí sinh đang dự thi nhan sắc, tư duy quá kém và mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. Giữa ồn ào sự việc thì nhà thiết kế Trần Hưng, bạn thân cũng là người hợp tác thương hiệu thời trang với Hương Ly, cũng đã có những lên tiếng. Anh thể hiện quan điểm nghi ngờ người đẹp đang bị một thế lực chơi xấu, nghi ngờ hạ bệ để cản đường cho cô đến với danh hiệu hoa hậu. Cụ thể anh viết: kỳ lạ ghê, không hiểu sao truyền thông quan tâm dữ vậy ta, cảm ơn đơn vị You đã chạy seeding để hạ bệ con bé nhé, truyền thông quá đi, lợi dụng xong là đá bát cháo ngay. Hiện tại bài đăng của Hương Ly cùng những lời đăng đàn của Trần Hưng đang gây rúng động các fan sắc đẹp. Nhiều người cho rằng mỹ nhân Gia Lai đang đứng trước nguy cơ vụt mất danh hiệu cao nhất trước những lùm xùm. Bên cạnh đó, các fan của cô thì cũng mong người đẹp nên tránh sử dụng mạng xã hội trong những thời điểm này, tập trung vào cuộc thi để không phải vạ miệng, phát ngôn lung tung, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân.